Chào mọi người nha. Hôm nay Thanh đang có mặt ở một căn nhà với vị trí rất là đẹp, thuộc đường Lê Văn Quế, thuộc quận Bình Tân. Thì căn nhà hôm nay Thanh giới thiệu là nằm trong một con hẻm, chỉ cách lộ giới đường Lê Văn Quế chỉ 50m thôi nha. Như mọi người thì có thể thấy là mặt tiền đường của căn nhà này rất là rộng luôn, xe hơi ra vào thoải mái này. Và với vị trí căn nhà này mình di chuyển đi Tân Phú, anh Tân Phú cũng như là Đầm Sen rất là gần luôn, chỉ mất 5-10 phút thôi. Thì diện tích của căn nhà của mình hôm nay là ngang 4 dài 14 với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu nha mọi người. Thì sau đây Thanh mời mọi người cùng với Thanh vào mình cùng khám phá căn nhà này nha. Căn nhà của mình cũng được thiết kế với hai lớp cửa nha mọi người, có lớp cửa sắt bên ngoài này và bên trong thì có lớp cửa được làm bằng nhôm sifa với kính cường lực và bốn cánh nha. Trong không gian phòng khách của mình, trong này thì mọi người mình có thể làm phòng gara ô tô cũng rất là thuận tiện luôn nè, tại vì nó rất là rộng. Ở hai bên mảng tường thì có ốp cho mình nhựa giả đá nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đây không phải là gạch mà là nhựa nha. Ở dưới thì được làm cho mình là đá với 80-80 nha mọi người. Như mọi người có thể thấy là bước vào này thì trong không gian này không phải là nhà bếp nha mọi người. Thì nhà bếp được thiết kế ở bên trên tầng lửng á, không có nhà bếp nha, nhà bếp ở phía trên. Nhưng mà điều đặc biệt ở dưới này có một cái phòng ngủ như thế này. Nếu như gia đình mình có cô chú lớn tuổi thì rất là mua căn nhà thì rất là phù hợp với cô chú lớn tuổi nha. Tại vì cô chú lớn tuổi thì có một cái căn, có một cái ngủ phòng ngủ dưới này thì sẽ dễ di chuyển hơn. Đó, phòng ngủ trong này cũng rất là rộng nha mọi người, dư sức mình đặt một cái giường ngủ luôn. Đó, trên thì có ốp cho mình cái tấm rèm lép hết rồi. Đó, trong này thì cô chú lớn tuổi mình về ngủ bên này thì sẽ thuận tiện hơn nha. Ở dưới này còn có nhà vệ sinh nữa nè mọi người, nhà vệ sinh rất là tiện luôn. Đây, nhà vệ sinh nhỏ gọn thôi mọi người ơi, nhà vệ sinh rất là nhỏ gọn nha. Đặc biệt là bên Thanh còn tận dụng là ở dưới chân cầu thang còn làm cho mình một cái kho như thế này, để giống như là nhà mình có những cái đồ vật dụng không cần thiết thì mình có thể bỏ vào trong này nha. Rồi bây giờ mọi người di chuyển cùng với Thanh lên trên tầng lửng nha. Wow, ở trên này thiết kế rất là đẹp luôn. Trời ơi, Thanh lần đầu tiên Thanh đi review một cái căn nhà lạ lạ như thế này. Đây, mọi người thấy là cái không gian tầng lửng này thì tận dụng làm là nhà bếp nha. Ở đây có làm sẵn cho mình một cái bếp điện từ, bên Thanh tặng cho mình cái bếp điện từ ở đây. Ở đây là bồn rửa tay này, trên đây là kệ để mình bỏ chén bát trên đây khi mình rửa này. Đó, tặng cho mình cái kệ tủ bếp trên và kệ tủ bếp dưới được làm cái tông màu trắng và tông màu màu này là màu đỏ đất mọi người nha. Đó này nó sẫm, nó rất là đẹp, rất là sang luôn. Rồi, mặt bếp thì được làm bằng đá hoa cương nhé mọi người, với tông màu trắng này. Ở đây có tặng cho mình thêm một cái máy hút mùi nha mọi người. Khi mà mình nấu ăn thì có cái máy này thì nó hút, không có làm cho cái gian phòng của mình bị bí và có mùi nha. Với không gian này thì cô chú và anh chị mình về mình đặt một cái bàn ăn ở đây, tầm khoảng là 8-9 người ăn thoải mái luôn nha. Ở bên này thì chúng ta có thể đặt một cái tủ lạnh ở đây này mọi người, có ổ cắm điện sẵn luôn. Rồi bây giờ mọi người di chuyển với Thanh qua bên này nha. Bên này còn có phòng ngủ của nhà vệ sinh. Bên trong này là không gian nhà vệ sinh nè. Không gian nhà vệ sinh trong này rất là rộng luôn, còn làm cho mình cả một cái vách ngăn như thế này, vách khô và ngăn ướt nha. Có cả vòi tắm sen nhỏ và tắm sen lớn, thiết kế rất là hiện đại luôn. Ốp đặt cho mình là cao nha mọi người, cao lên tới tầng nhà luôn. Trong này có liền lét đầy đủ, được làm bằng chất liệu cao cấp hết. Cửa thì cửa gỗ chắc chắn nha. Rồi lui sau phía trước, lui đi về phía trước này thì là không gian này là mọi người về có thể tận dụng làm phòng làm việc nha mọi người. Phòng làm việc bên Thanh tặng được sẵn cho mình một cái rèm như thế này đó. Bên ngoài đây là cái cửa này, cửa sổ này, khi mà nóng thì mình có mở ra cho mát nha. Cái rèm như thế này, với không gian này thì chúng ta có thể là phòng khách hoặc là phòng làm việc cũng rất là thuận tiện luôn. Bây giờ tôi mời mọi người di chuyển với Thanh lên trên lầu 1 nha, xem thử trên nó có những gì. Đây, để Thanh mở đèn cho mọi người xem nha. Đây là phòng ngủ thứ nhất nè, phòng ngủ ở phía sau. Nhưng mà người thấy ở trên này
bên anh nó thiết kế cho mình một cái đèn phía trên thành chiếc Hello Kitty rất là dễ thương. Như vậy thì Thanh nghĩ là phòng này sẽ phù hợp cho những bé nhỏ mà là bé gái nha, thì sẽ rất là dễ thương luôn. Mấy bé sẽ rất là thích khi mà có những cái đèn trần như thế này thì rất là dễ thương ha. Rồi mọi người di chuyển với Thanh là phòng ngủ phía trước nè. Đây là không gian giếng trời nha mọi người. Không gian giếng trời thì ở đây ở trên nắng chiếu xuống thì nó sẽ rất là mát luôn. Đây. Mọi người mua căn nhà này thì mình sẽ không cần phải mua nội thất nha mọi người. Để Thanh mở đèn ra cho mọi người cùng xem cho sáng nha. Đó. Bên Thanh tặng cho mình một cái giường nha mọi người. Giường này thì mình về mình chỉ cần mua thêm cái tấm nệm bỏ lên nữa là đẹp rồi. Thiết kế sẵn cho mình. Gỗ thì được làm bằng chất liệu gỗ cao cấp luôn nha, rất là chắc tay luôn này. Đó. Bên này thì có tặng cho mình sẵn những cái tủ, kệ tủ như thế này. Mình về mình bỏ quần áo trong này, những cái vật dụng của gia đình mình đó mọi người. Nhìn phong cách giống như là ở Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc nha mọi người. Tủ rất là nhiều luôn, tha hồ mà đựng đồ nha. Đây, bên đây thì mình treo đồ này. Còn bên đây thì mình sẽ đặt những vật dụng mà mình cần thiết. Bên đây nữa, có kệ tủ rất là cao ráo luôn. Phía đối diện Thanh là cái bàn trang điểm. Chị em mình sẽ rất thích khi mà căn phòng có bàn trang điểm. Thì khi về mình, khi mình chưa có mình sẽ tốn tiền mua thêm đúng không? Nhưng mà bên Thanh sẽ tặng sẵn cho mình luôn. Có cả kệ tủ đầy đủ cho mình rồi. Đấy, Thanh rất là thích cái căn phòng này nha. Có sẵn máy lạnh cho mình luôn nha mọi người. Bên Thanh tặng cho mình luôn cả một cái máy lạnh như thế này. Rồi cả những cái học tủ như thế này. Giống như nếu như bé nhà mình muốn ở chung với mình thì cái chỗ này là bàn học bài cho bé hoặc là cái bàn làm việc nhỏ của mình nha. Bên ngoài còn có cả cửa sổ này, hệ thống ban công này. Căn phòng này rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Dễ thương. Đây, đây là ban công của chúng ta. Ban công tuy nhỏ thôi mọi người, nhưng mà ta thấy là vừa đủ nha. Đến đây thì mình có thể ngắm nhìn ra ngoài đường lớn này. Xung quanh đây nhà cao tầng rất là nhiều luôn. Đó. Rồi. Đã tham quan xong cái phòng phòng ngủ ở trên lầu 1 rồi, bây giờ Thanh mời mọi người di chuyển với Thanh lên trên lầu 2 có những gì nữa nha. À, Thanh quên nói ở dưới, ở cái không gian lầu 1 này thì bên Thanh cũng có thiết kế cho mình một cái nhà vệ sinh ở bên ngoài, thì thuận lợi cho hai bên phòng mình đi vệ sinh, có một cái nhà vệ sinh chung như thế này nha. Đó, thiết kế cho mình rất là sạch sẽ luôn. Trên đây thì có ốp cho mình những cái tấm gạch như thế này, thiết kế rất là sang. Đó, có cả vách ngăn khô ướt này. Bên trong thì có làm cho mình một cái móc đồ này, rồi vòi sấm ten lớn, vòi sấm tấm sen nhỏ này, bồn cầu, hệ thống bồn nước rửa tay rửa mặt ở đây. Đó, rất là tiện lợi. Đây, học tủ luôn. Thanh thấy những căn nhà mà Thanh vừa đi review cho mọi người vừa rồi thì sẽ không bằng căn nhà này nha. Căn nhà này nó tặng luôn cả nội thất cho mọi người rồi. Mình mua về mình chỉ có việc là sử dụng thôi, không cần phải tốn tiền mua thêm nha. Rồi mọi người di chuyển với em lên trên lầu 2 nha. Như mọi người có thể thấy là lúc này không gian giếng trời nó chiếu vào này thì nhìn rất là sáng luôn. Đó. Bên này là không gian phòng ngủ phía sau nè. Không gian phòng ngủ phía sau thì bên Thanh hiện tại là có làm sẵn những cái đèn này rồi. Phòng này nếu như mọi người không biết là phòng ngủ thì có thể làm cái kho cũng được, cái kho trong này nha. Mình thấy là phòng này thiết kế đơn giản thôi. Rồi bên trong này là cái nhà vệ sinh nha mọi người. Đây, nhà vệ sinh trên này rất là đơn giản thôi, không có làm cầu kỳ gì bên dưới, thì cũng có vòi sấm sen cho mình, bồn cầu và bồn kệ rửa tay. Đó, nó cũng rộng nha mọi người, rất là rộng luôn. Ốp gạch với cái tông màu nhìn rất là sang này. Đó. Mọi người di chuyển Thanh ra phòng ngủ phía trước nè. À, quên, xin lỗi mọi người. Đây là chúng ta sẽ tận dụng là phòng thờ nha mọi người. Phòng này là phòng thờ thì rất là hợp lý luôn. Thì gia đình mình sẽ thờ tín ngưỡng tôn giáo hoặc là ông bà ở trên này. Rất là tiện. Có cả cửa sổ luôn, thoáng mát. Ở ngoài này là ban công nha mọi người. Bên Thanh còn tặng cho chúng ta một cái hòn nam bộ như thế này rất là đẹp luôn, dễ thương nha. Cây như thế này mọi người về mình có thể không thích cái cây này mình có thể bỏ, mình trồng những cái hoa hay là cây kiểng mình thích yêu thích ở chỗ này nha. Tại vì Thanh thấy là cái mấy cái cây này nó hơi khô rồi,
cái gì trồng lại ở trên không gian này, chúng ta có thể đặt những chậu kiện ở đây rất là hợp lý, tặng cho cả nhà mình cái bộ ghế đá như thế này, mình ngồi trên này chiều chiều mát mát hoặc là buổi tối nhâm nhi nhậu vài chai trên này rất là vui luôn đó. Trên này nó là cho mình những khung sắt này. Thanh thấy cái cầu thang này để sẵn cho mình, mọi người thấy khung sắt này không? Theo Thanh, nếu như mà Thanh mua căn nhà này, Thanh sẽ về trồng những cái chậu hoa lan á mọi người, mình treo lên này nè, đó là nhìn cho cái căn nhà của mình rất là bắt mắt nha. Và rồi Thanh xin chốt lại một tí xíu căn nhà này. Căn nhà này có diện tích là ngang 4 dài 14, với kết cấu là một trệt một lửng 3 lầu. Và căn nhà của mình có giá là 6 tỷ 7 cho mọi người, bên Thanh còn có bớt cho mình một tí. Nếu mọi người quan tâm căn nhà này thì có thể là nhấc máy lên liên hệ với Thanh sớm nha. Thì Thanh sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi tham quan căn nhà này cho mọi người nắm rõ hơn. Và nếu mọi người ưng ý thì Thanh sẽ cho hai bên thương lượng với chủ để mình chốt cái giá mà mình thấy hợp lý nhất nha. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ Thanh nha, để Thanh ra nhiều video cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã cùng Thanh theo dõi hết video này. Hẹn mọi người ở những video sau nha. Bye bye.